Thúy Nga dễ thương đứa quái hài và có một không hai đáng yêu vô cùng. Chị mất cái gì, nó lấy cái gì của chị? Chị mất Vinh. Em ơi. Dạ. Chị gái của em, chị em sao? Bị bắt cóc rồi. Mấy anh sẽ nhận nước tôi. Sẽ nhấn nước mà. Sau đó mấy anh sẽ hiếp dâm tôi. Cho hai đứa nó thi với nhau đi. Thôi mà ơi, con nghĩ là nếu bây giờ anh ấy không chấp nhận thì thôi. Mà cho anh ấy chọn đi. Con chọn cô gái này. Thi đi bà già, thi. Con gà nào chẳng có lông, sau đây trận đấu võ công bắt đầu.